Cùng lắng nghe phần tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Phương Thảo đến từ nha khoa Elite về các vấn đề răng miệng thường gặp. Thưa bác sĩ, tôi muốn thực hiện tẩy trắng răng nhưng chưa biết loại nào tốt và có mấy loại tẩy trắng. Mong bác sĩ tư vấn giúp tôi. Cảm ơn bác sĩ. Vâng, xin chào bạn. Hiện nay tẩy trắng răng thì có hai hệ thống chính, đó là tẩy trắng răng tại phòng và tẩy trắng răng tại nhà. Tại Elite của chúng tôi thì hiện nay đối với tẩy trắng răng tại phòng, chúng tôi đang sử dụng thuốc tẩy mang tên là Zoom 2. Sau khi đặt thuốc tẩy lên miệng thì thuốc tẩy sẽ được kích hoạt bằng ánh sáng đèn, sẽ mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thưa bác sĩ, tôi có thực hiện việc tẩy trắng tại nhà bằng khay tẩy trắng nhưng thấy hiệu quả chưa cao. Làm cách nào để tôi có thể duy trì được màu trắng của răng ngoài việc tẩy trắng? Vâng, xin chào bạn. Ở đây bạn không cho chúng tôi biết bạn đang sử dụng loại thuốc tẩy trắng tại nhà loại nào, cho nên tôi không thể tư vấn được chính xác lý do tại sao. Nhưng hiệu quả tẩy trắng răng tại nhà chưa cao có thể do nhiều nguyên nhân, trong đó có thể là do khi bạn đặt thuốc thì bạn không thể canh được chính xác liều lượng thuốc. Bên cạnh đó, tẩy trắng răng tại nhà bằng khay thì có một số điểm bất lợi, như nếu bạn để thuốc nhiều quá thì thuốc sẽ trào lên trên nướu gây viêm nướu, nếu nặng hơn có thể gây kích ứng và phỏng nướu. Nếu như mà bạn để ít quá thì sẽ không có hiệu quả. Để duy trì hiệu quả tẩy trắng răng thì bạn nên tránh những loại thức ăn có màu như trà, cà phê, sting, cà ri. Những loại thức ăn có màu đó sẽ bám trên răng và gây xuống màu răng rất nhanh. Hoặc là sau khi bạn sử dụng những loại thực phẩm có màu này, bạn nên đánh răng liền để những thức ăn này không có bám trên răng. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thưa bác sĩ, con gái tôi năm nay 16 tuổi có thực hiện tẩy trắng răng được hay không? Tẩy trắng có nguy hại cho răng của cháu hay không? Bao lâu thì nên tẩy trắng một lần? Với con gái của bạn đang ở độ tuổi 16 thì tại nha khoa Elite chúng tôi không khuyến khích tẩy trắng răng, bởi vì trong thời điểm đó hệ thống mang tủy răng của cháu rất là lớn, cho nên khi mà mình tẩy trắng thì dễ gây kích ứng răng. Nếu như bạn muốn cải thiện thẩm mỹ hàm răng cho con gái thì bạn nên đợi đến khoảng 18 tuổi. Tẩy trắng răng thì thực sự không có gây hại nhiều cho răng, nhưng mà mình không nên tẩy trắng răng quá nhiều lần. Sau khi tẩy trắng răng, mình có thể duy trì bằng cách tránh sử dụng những cái loại thức ăn có màu, và sau thời hạn trung bình khoảng 2 đến 3 năm, nếu như bạn không còn hài lòng về màu răng của mình nữa, bạn có thể tẩy nhắc lại.